đến sáng ngày 30 tháng 2 em tiếp tục lên dọn vườn thanh lý, còn gì bán đấy. Thanh lý cho các bác có một cái giá gọi là giá rẻ sập nhà luôn. Em hiện nay là các bác nghe giọng em biết rồi đấy. Em đang rất là bị ống bơ dỉ cho nên là em không muốn nói nhiều. Em còn hàng gì em sẽ thanh toán, thanh lý lốt cho các bác giá rẻ luôn. Địa chỉ vườn Lan Cường Thúy nhà em là ngõ 941 đường Trần Huy Liệu, thành phố Nam Định. Số điện thoại để các bác đặt hàng là số điện thoại 0981550768 và số điện thoại 0817892229. Này phiên này, phiên em sẽ thanh lý hàng. Đầu tiên, em sẽ thanh lý cho các bác một mặt hàng đầu tiên đó là Vanda. Vanda lá xếp nữa các bác nhé. Vanda lá xếp cây trưởng thành. Hàng này là có mặt hoa rồi. Chủ yếu nó là mặt hoa xanh blue. Em bảo hành mặt hoa cho các bác chủ yếu nó là xanh blue này. Đấy, đẹp lắm cơ. Đây, các bác nhìn thấy chưa? Chủ yếu là những cái mặt hoa này nha các bác nhé. Hàng này này, trước là em bán 180.000 một cây. Nhưng hôm nay em sẽ giảm giá lên các bác là giá, giá sao nhỉ? 180.000 một cây. Hôm nay em sẽ bán cho các bác giá 400.000 ba cây. Ba cây nó như thế này đây. Hàng nó có những cái cây mà nó vừa hết hoa, có cái cây nó chuẩn bị nó đang sưng mặt hoa nhé các bác nhìn đi. Cũng hoa cũ chưa? Đấy. Riêng vào cái bộ rễ thì ngon cực kỳ luôn, các bác nhìn thấy chưa? 400.000 ba cây như thế này. Siêu to khổng lồ luôn. Hàng lá xếp nha các bác nhé. Siêu to khổng lồ luôn. 400.000 ba cây. Ngoài cái mặt hoa xanh blue thì nó vẫn còn một số cái mặt hoa khác nữa nhưng mà nó ít thôi các bác nhé. Nó ít thôi nhưng nó không có nhiều, chủ yếu là xanh blue thôi. Mặt hoa em sẽ ghim trên trái màn hình cho các bác. Cái hàng này thì nó sẽ, cái lá nó sẽ hơi lỗi nhẹ một chút cho các bác nhé. Nó lỗi nhẹ gì thì lỗi vận chuyển, tại vì cái hàng Vanda này nó không tránh khỏi. Đây này, nó xương xước này này, hoặc là nó giòn lắm, lá nó giòn lắm. Nó nứt những cái đầu lá ra các bác nhá. Đấy, 400.000 ba em. Còn tiếp theo đây là còn một số mặt hàng thanh lý nữa. Em dọn vườn còn mấy cái giò kiều vương hoa tím này. Đấy, một cái cốc này nó đang có nụ nha các bác nhá. Cây đây tất cả đều đang có nụ này. Hàng này trước là em bán là 190.000 một cốc, nhưng hôm nay em thanh lý 250.000 hai cốc. Đây các bác nhìn mặt hoa thực tế đây. Hoa tím lịm nhá. Ngoài nó còn tím nữa, bây giờ hoa nó tàn rồi. Nó tàn, nó rũ cánh rồi, nó nhạt nhạt đi, nhưng bên ngoài tím lắm các bác nhá. 250.000 hai chậu. Hai cốc đây này. Kiểu vuông hoa tím, hàng thanh lý nhá, em dọn vườn. Còn có mấy cốc thôi chứ không còn nhiều. Mầm non đang đi lên này các bác nhìn này. Mầm non đang đi lên nhá. Đấy, hôm nay em thanh lý dọn vườn, còn gì bán đấy. Tiếp tục lên cho bác một số hàng thanh lý nữa. Em tiếp tục thanh lý cho các bác em một cái dòng cây nữa, đó là vũ nữ hoàng hậu xanh nhá. Nói về cái dòng hoa vũ nữ hoàng hậu xanh, nó được mệnh danh là nữ hoàng của các loài hoa, hoàng hậu. Em cho các bác xem mặt hoa này. Một cái cần bông này nó ra, nó phải đếm ra phải hàng hơn 100, một cái hơn 100 bông hoa nhỏ li ti nha các bác nhá. Riêng một cái cần bông này chuẩn hoàng hậu xanh nha các bác nhá. Hàng này em sẽ thanh lý vì tội gì? Vì lỗi vận chuyển, em bị vận chuyển om quá đâu ở trong thùng ấy. Nó sẽ bị đốm lá như này. Nó thi thoảng nó đốm lá như vậy, em cắt đi rồi. Về mà cứ có những cái chậu nào ấy em chưa cắt hết được thì các bác cũng cắt đi cho em. Và mình sẽ sang chậu mới cho nó đẻ con. Các bác nhìn thấy đẻ con nhiều chưa? Đấy, mầm nó lên đây này. Riêng cái bộ rễ này đáng yêu không các bác? Đấy, quá đáng yêu luôn ấy. Các bác nhìn nhá, em quay cho các bác xem này. Mầm nó đang lên nhá. Mầm nó đang đẻ lên này, các bác nhìn thấy chưa? Đấy, cái này nó đẻ cực kỳ nhanh. Trước là em bán là 150 một chậu này, nhưng hôm nay em thanh lý cho các bác combo như này, 200.000 ba chậu. 200.000 ba chậu. Giá trên này em không bao ship, em đã thanh lý rồi nha các bác nhá. Chậu nó to chà bá đấy các bác, nhìn thấy bộ rễ yêu không? 200.000 ba chậu như thế này nhá, hàng lỗi lá nhá. Cho nên là các bác mua thì cũng chú ý cho em, là em nói trước là hàng lỗi lá em thanh lý. Thanh lý nhanh 150.000 một chậu, giờ còn 200.000 ba chậu. Đấy, các bác nhìn thấy xem. Hàng giờ các bác về mua về mình tách cái chậu này ra. Xong mình ghép vào sang cái chậu mới là nó đẻ con ra, con nó lên là lá nó đẹp ngay. Ví dụ như cái này này,
Này, con nó lên lá nó đẹp với có vấn đề gì đâu. Đấy, các bác nhìn thấy chưa? Đấy, con lên lá nó đẹp không vấn đề gì. Hàng con nó đang đẻ này. Một tuần, hay 10 ngày, các bác tưới cho em B1 với dưỡng chân một lần là cây nó sẽ phát triển khỏe. Cái lá mới nó lên là nó hết cái lá cũ đi ngay. Hàng con nó lên mà các bác nhá. 200.000 ba chậu. Giá rẻ sập giường luôn. Và đây là cái dòng đen rô nắng, hàng giống nha các bác nhá. Hàng giống thôi nhưng em nhỏ em có vó. Có một số cây thi thoảng đã có nụ rồi, các bác nhìn thấy chưa? Đây này, đấy, nụ đây này. Hàng này trước em bán 150.000 10 khóm, nhưng hôm nay em sẽ thanh lý là 250.000 20 khóm. Có nghĩa là cái chỗ này là 10 khóm đây này các bác này, thì em sẽ lấy gấp đôi luôn là 250.000. Đây, 250.000 các bác sẽ được vị chi là một đống như thế này. Giá trên chưa bao gồm phí ship cho các bác nhé. Em cho các bác xem mặt hoa này. Cái đen du nắng này thì nó rất là nhiều mặt hoa. Hoa nó để thơm mà là rất là dễ trồng nhá các bác nhá. Cái này nó có một cái đặc điểm của nó là các bác tưới vừa nước thôi, chỉ có hơi ẩm ẩm thôi, các bác tưới nhiều nước là nó sẽ chết. Đấy, các bác nhìn để xem, nhiều mặt hoa lắm. Nó rất là phong phú đa dạng. Hôm nay em sẽ thanh lý 250.000 20 khóm. 20 khóm nó sẽ như này, một khóm nó là như thế này. Đây, một cái đống này này sẽ là hai khóm này. Là 250.000 các bác về trồng được tha hồ luôn. Tha hồ mình sưu tầm được, trồng được rất là nhiều. Đấy, em còn ít thôi. Tiếp theo đây em còn một ít cái đen rô đùi gà. Em sẽ thanh lý đến cho các bác. Cái hàng này là trước em bán 150.000 một chục cái này, nhưng hôm nay em sẽ thanh lý, em giảm giá đi còn 120.000. Nhưng khi các bác mua một combo 20 bảng, 20 chậu như thế này, có nghĩa là cái ô này ô 10 chậu. Khi các bác mua hai combo hai cái ô như thế này thì em bán chỉ còn 200.000. 20 cốc. Giá trên chưa bao gồm phí ship cho các bác nhá. Đây, em cho các bác xem mặt hoa này. Hoa đen rô lai đùi gà nó rất là nhiều mặt hoa. Các bác nhìn thấy chưa? Mình nên mua cái này về để mình tha hồ trồng, sưu tầm hàng giống, giá rẻ rực sập giường luôn. 200.000 20 cốc như thế này. Giá trên chưa bao gồm phí ship nha các bác nhìn này. Cuống hoa cũ đã có rồi đây này. Đấy, các bác nhìn thấy cuống hoa cũ đã có chưa? Hàng này bé bé xinh xinh nha các bác nhá. Đen rô lai đùi gà. Đấy, bé bé xinh xinh. 250.000. À 200.000 20 cốc như thế này. Giá trên chưa bao gồm phí ship. Em rất còn rất nhiều mặt hàng thanh lý nữa, em tiếp tục lên cho các bác. Đây, em còn ít quế tháng 4 hay còn gọi là tam bảo sắc nhá. Tam bảo sắc hoa tím. Hôm nay em còn một ít thì em thanh lý nốt cho các bác. Trước là em bán là 200.000 một chậu. Đây, em cho các bác xem mặt hoa này. Nó hơi bị lóa nhá. Mặt hoa tam bảo sắc hoa tím nhá các bác nhá. Hoa nó sẽ ra vào đầu thử tháng 4. Mùa hoa nó đã sẽ ra vào đầu tháng 4. Trước một chậu như thế này nó gồm có 5 thân. Em bán 200.000. Nhưng hôm nay các bác mua combo, nó chậu nó từ 5 cây trở lên nhá. Các bác mua combo 2 chậu như thế này. Đây, các bác nhìn thấy sum xê như thế này. Em bán chỉ còn là 350 2 chậu nhá các bác nhá. Giọng em hôm nay ốm rồi, nó hơi bị khé tí. 350 2 chậu. Hôm nay thanh lý còn gì em bán đấy. 350 2 chậu tam bảo sắc như này các bác nhá. Đấy, sắp đến mùa hoa rồi. Có một số cây nó đang sưng nụ rồi các bác nhá. Đây này, lá dày nha các bác nhá. Lá dày. Hàng này hàng lá dày nhá. Đấy, có cái một cái đặc điểm mà là cái lá chân ấy. Hàng này hàng rừng, cái lá chân thì nó không được đẹp đâu các bác nhá. Hôm nay em thanh lý em còn khoảng chục chậu thôi. Thanh lý nhanh. 350 2 chậu. Đấy. Các bác nhìn này này. Hàng dễ ra sướng chưa? Đấy, em trồng thuần ra chậu rồi nhá. Dễ ra cực kỳ sướng luôn. Đây, em nói có sách mách có trứng đây, nụ đây các bác nhá. Các bác nhìn thấy nụ chưa? Cây này này, cây này ra rất nhiều nụ rồi. Đấy. 350 2 chậu như này các bác nhá. Cây này nụ này. Nụ đây nhá. Đấy, nụ đây nhá. 350 2 chậu này ngon quá cơ. Trước là bán 200 220 ấy. Quá đẹp luôn.
Em có mấy cây chậu giả hạc Pháp nhá. Hàng đang có nụ đây các bác nhìn này. Đây này nụ này. Đấy. Hàng đang có nụ nhá, em cho các bác xem mặt hoa này. Giả hạc Pháp nhá các bác nhá. Hôm nay em sẽ lên em thanh lý cho các bác này. Giả hạc Pháp thì nói đến dòng giả hạc Pháp thì thơm cực kỳ. Trước này em bán 150.000 một chậu này. Nhưng hôm nay em thanh lý. Thanh lý em sẽ bán bao nhiêu nhỉ? Nào. Hôm nay em thanh lý nhanh cho các bác nhá, hàng đang có nụ nhá. Đang sưng nụ hết rồi. Chậu nào cũng có nụ này. Mắt nụ đang lên này. Đấy. Hôm nay em thanh lý cho các bác 250 ba chậu. Đây. Các bác sẽ mua combo 250 ba chậu, em có mỗi hai combo thôi cũng không có nhiều. 250 ba chậu như thế này nhá các bác nhá. Đây này. Về các bác mua về ghép vào là dồn vào là một chậu nó ra hàng một suối hoa luôn. Thanh lý nhanh. 250 ba chậu giả hạc Pháp, trước em bán 150 một chậu đấy các bác nhá. Hàng này hàng thanh lý cho nên em không báo ship. Tiếp sau đây em sẽ thanh lý một loạt nữa cho các bác xem. Và đây là cái lô đai châu rừng bóc trụ nhá. Hàng này hàng em thanh lý, các bác mua về làm giống nhá. Giá hôm nay rẻ sập giường luôn. 300.000 một kg. 300.000 một kg giá rẻ sập giường luôn. Nó là hàng giống thì nó sẽ có cái sơ di nó từ 7-8 cây 1 kg cho đến hơn chục cây 1 kg. Nhưng mà không phải bé đâu các bác nhá. Tất cả hàng đều có nụ rồi. Tất cả đều hàng đều có nụ có hoa từ vụ trước rồi. Nó thi thoảng nó hơi bị lỗi một chút thì các bác nhá. Chứ nó không đẹp long lanh đâu. Đấy, thi thoảng nó bị lỗi một chút, chút vận chuyển nhá. Em bán nhanh 300.000 1 kg. 1 kg thì nó cứ từ 7-8 cây một cân là ít nhất, còn không thì chục cây hơn chục cây. Các bác mua về, các bác làm giống. Đây các bác nhìn này. Ví dụ như cái sơ di này em đang cân đây. Cho nó là bao nhiêu cân nào. Bao nhiêu cây nào. Thi thoảng nó sẽ lỗi lỗi một chút. Em cắt lá chứ còn tiệu chung là nó cũng không làm sao. Đây, ví dụ như một cân này. Một này. Hai này. Ba này. Bốn, năm. Một cân cái loại sơ di này là 7 cây này. Còn không là chục cây hơn chục cây nha các bác nhá. Đấy. Thanh lý nhanh cho các bác 300.000 một kg hàng rừng bóc nha các bác nhá. Thi thoảng nó lỗi lá một tí. Bảo hành cho các bác không có hàng thối. Và bảo hành cho các bác là có cuống hoa cũ hết rồi nhá các bác nhá. Các bác nhìn này này. Mùa này là mình về trồng là rất là hợp lý cái thời tiết này. Đấy. Hàng nó hơi lỗi một xíu các bác nhá. Và đây là cái loại đuôi cáo tím trắng nha các bác nhá. Đuôi cáo hoa tím trắng. Em cho các bác xem mặt hoa này. Hàng này đuôi cáo tím nhá. Hay là còn gọi nói mà gọi tắt thì gọi là cáo tím. Nhưng mà gọi đúng tên của nó là đuôi cáo tím trắng. Đây các bác nhìn này. Dài chưa? Dài như đuôi con cáo nhá các bác nhá. Dài đúng là đuôi con cáo cho nên là họ gọi rằng là đuôi cáo nhá các bác nhá. Đây này. Hàng này là hàng hoa hè, nó ra tầm từ tháng 4 đến tháng 5 nhá các bác nhá. Đây này. Có một số cây như là như cái cây này nó đã có nụ dài bằng này thì các bác nhìn thấy chưa? Đấy. Đây cuống hoa cũ đây các bác nhá. Cuống hoa cũ đây. Cây nào cũng có cuống hoa cũ rồi. Một chậu như thế này nó gồm có 3 cây. Một chậu như này còn gồm có 3 cây đây này, cuống hoa cũ rất là nhiều luôn. Em chia sẻ với các bác giá 250.000 một chậu. Nhưng khi các bác mua combo 2 chậu như thế này, em chia sẻ với các bác giá cực kỳ yêu luôn. 450.000 hai chậu, giá trên chưa bao gồm phí ship. Phí ship thì mọi người nhà em ship đồng giá để mọi người giả cho em 30.000. Đây. Các bác nhìn thấy cuống hoa cũ chưa? Có một cái như thế này nữa, đây là hàng rừng. Cho nên là cái lá chân nó không được đẹp đâu. Nó sẽ bị sứt sẹo hay là nó vàng vàng như này các bác nhá. Đấy nó sứt sẹo này. Đây nó đẹp đấy, nó chỉ đẹp ở cái lá nõn, lá về mình chăm mình thuần thì nó và lá vườn nhà, gọi là lá vườn nhà thì nó sẽ đẹp thôi. Còn này nói 450.000 hai chậu nhá. Em còn ít thì các bác mua nhanh thì còn. Đấy. Cứ một combo như này là 450.000 hai chậu. Giá rẻ sập giường luôn. Cái này thì về các bác chăm sóc nó cũng bình thường thôi. Cũng tưới cùng mình cái loại kia một tuần hay 10 ngày các bác cho ăn B1 với dưỡng chất nhá để cho nó nuôi cây. Hồ điệp đại tướng em thanh lý nha các bác nhá. Thanh lý hàng này là hàng cắt cành.
Có nghĩa là nó ra Tết vừa rồi nó ra hoa rồi. Bây giờ em sẽ cắt cành đi và em bán thanh lý. Nó rất nhiều mặt hoa nha các bác nhìn này. Riêng cái dòng hồ điệp Đài Loan, giống Đài Loan trồng tại Việt Nam, hoa cực kỳ dài bông và sai bông luôn. Một cái bông này nó có thể đạt lên 25-26 bông hoa nhá. Một cành hoa sẽ đạt được 25-26 bông hoa. Đấy các bác nhìn này. Rất là nhiều màu hoa, cho nên là các bác mua màu hoa nào em sẽ chọn chính xác cho các bác được. Tại vì nó đã có ngồng hoa cũ rồi. Đấy. Các bác nhìn thấy như cái chậu đình của nhà em này này. Em ghép em chơi thì bây giờ nó tàn rồi em này. Các bác nhìn thấy bông hoa to chưa? To hơn bàn tay em nhá. To hơn bàn tay em. Đấy. Các bác nhìn đây. Đây, của nhà em đây. Đẹp chưa? Em sẽ bán combo cho các bác này. 250.000 năm chậu. Giá trên chưa bao gồm phí ship. Hàng này hàng em thanh lý. Cho nên là đây này, cuống hoa cũ đây các bác nhìn thấy chưa? Hàng em thanh lý cho nên là thi thoảng nó sẽ lỗi lá một chút thì các bác cũng thông cảm. Đấy các bác nhìn thấy lỗi lá chưa? Đấy hàng này hàng cắt cành lỗi lá nhá. Em lấy một chậu lên cho các bác xem. Úi dồi ơi to lắm thôi. Lá to hơn bàn tay ấy. Các bác nhìn này. Đẹp không? To không? To cực kỳ luôn. Nói chung là lá to lá nhỏ nó cũng phụ thuộc vào màu hoa nha các bác nhá. Đây các bác nhìn xem này. Đáng yêu không? 250.000 năm chậu. Hàng thanh lý, giá trên chưa bao gồm phí ship nha các bác nhá. Đấy. Quá yêu luôn. Cái này về thì các mọi người bỏ cái chậu ra, mình sẽ trồng để dưỡng để sang năm Tết sang năm mình lại chơi hoa. Nó có cái giống hoa chuẩn của nó rồi, cho nên là không sợ nhầm giống hoa nha các bác nhá. Không sợ nhầm giống hoa. Đẹp không? Các bác nhìn thấy nhà em này này. Hàng thực tế đang ở nhà em này này, đẹp lắm. Em có một cái lô đai châu Thái chuẩn mặt hoa nhá. Đó là cái hôm nay em sẽ về cái mặt hoa đỏ này. Các bác nhìn thấy rõ chưa? Đỏ này, hồng cánh sen, sắc pháo, cam lửa. Đây em cho các bác xem mặt hoa cam lửa này. Đẹp không? Đỏ đốm này. Đấy. Đỏ đốm sắc pháo này. Ngoài ra là em còn cái mặt hoàng hoa trắng có nhưng mà ít lắm các bác nhá. Chỉ chủ yếu là hồng cánh sen, đỏ đốm, sắc pháo và cam lửa. Ngoài ra là còn có một số mặt hàng nữa nhưng nó ít thôi, nó không có nhiều, nhưng chủ yếu là những cái mặt hàng đây, cam lửa đây. Hàng này một chậu như thế này. Em bán thanh lý nhá, cho nên là thi thoảng nó có một chút như này các bác nhìn thấy chưa? Hoặc là nó bị bỏ một lá chân. Hàng này này, cuống hoa cũ vẫn còn đây các bác nhìn thấy chưa? Cuống hoa cũ một còn đây. Trước là em bán 100.000 một cây. Đến 120.000 một cây nhưng hôm nay em tri ân. Em bán combo 250.000 ba cây. Giá trên em không phải bao ship nha các bác nhá. Ví dụ như đây, 250.000 ba cây. Đấy, các bác nhìn thấy chưa? 250.000 ba cây. Giá trên em không bao ship. Đây em còn ít thì các bác nhá. Nhanh tay các bác lựa chọn cho em. Đây này, các bác nhìn thấy cuống hoa cũ này. Đã dã man luôn đấy. Ra hẳn ba bông hoa luôn. Cuống hoa cũ đấy. Đấy. Đây này các bác nhìn thấy cuống hoa cũ chưa? Đây, thậm chí có cái cây này nó còn đẻ con rồi đấy các bác nhìn này. Đấy. Hàng chuẩn mặt hoa cho các bác nhá. Giá em giá đây này, cuống hoa cũ còn rất nhiều. Giá em sập sàn tri ân đến cho các bác. 250.000 ba cây. Trước là em bán 120.000, họ thậm chí là 180. Đây, rồi giờ lại moi cái cây này. Đây là cây này, cây đỏ sắc pháo đây này. Đỏ nhung, đỏ nhung. Đấy, cây này cây đỏ nhung như này, các bác nhìn thấy chưa? Tiếp theo đây em sẽ lên một số mặt hàng nữa. Và đây là cái lô phi điệp tím bảng nha các bác nhá. Mặt hoa thực tế đây, nó có rất là nhiều mặt hoa. Hoa nó thì thơm lắm. Thơm ơi là thơm các bác nhìn này. Có một tí hoa em đứng đây mà em đã nhức hết cả đầu rồi. Đấy. Hàng này hàng nó có những cái cây, có những cái ấy nó tăng thanh, đang sưng nụ hoặc nó đã ra nụ to như thế này. Nhưng nụ to như này ít thôi. Em nhặt cái hàng sưng nụ về em bán để em bán các bác. Có một cái khuyết điểm nho nhỏ là những cái thân, toàn bộ những cái thân hoa ấy, để năm nay ra hoa là nó sẽ bị gập như thế này các bác nhìn này.
nó gập như này. Nhưng mà gập vì sao? Vì cái lúc mà cây nó mọc đứng như này, về các bác phải cho nó theo hướng mặt trời. Các bác phải cho nó lên theo hướng mặt trời như thế này thì nó sẽ không bị ngả xuống. Đấy, nhưng mà bên vườn họ trồng nhiều quá, họ không chăm sóc được hết cho nên nó gập như này. Đây nó gập tài thân như này, nhưng mà đây các bác nhìn này, nó vẫn ra hoa bình thường nhá. Vẫn ra hoa bình thường. Gọi là một suối hoa luôn. Các bác lên mua nhiều để cho về mình ốp cho nó thành một suối hoa. Hầu như cái thân nào cũng gặp. Mầm non nó đang lên nhá các bác nhá. Đây. Trước những cái hàng này là em bán này. Ví dụ như cái này nó gặp đây này. Đấy các bác nhìn thấy chưa. Nhưng nụ nó vẫn đang sưng. Bây giờ em bán cho các bác hàng đang sưng nụ nhá. Còn cái hàng nụ mới lại hoa em để em làm mẫu. Đây mầm non đang lên như này. Em trước là em bán 150 một bảng. Nhưng hôm nay em bán thanh lý đi. Em bán thanh lý. Em bán 200.000 ba bảng. Đấy các bác nhìn thấy chưa. 200.000 ba bảng như thế này. Mầm non đang lên nhá. Có cả thân già thân non. Đấy. Mầm non đang lên. Em sẽ bán 200.000. Combo 200.000 ba bảng như thế này. Các bác nhìn thấy chưa. Đấy mầm non đang lên chi chít. Mình mua cái này về lên mình ốp vào một miếng gỗ. Hoặc là mình thả xuống chậu. Mình thả vào cái chậu cũng đều được. Đây mặt hoa đây. Rất nhiều mặt hoa. Thơm, nó gọi là thơm thơm. Bảo hành thơm, riêng một cái độ thơm nhá. Bảo hành thơm cho các bác. Thơm chưa? Đấy. Thơm lắm cơ. Đây. Nó như là một cái suối hoa, một cái rừng hoa ấy nhá các bác nhá. Quay gần quay xa cho các bác xem. Mặt hoa nó có sẽ thể là tím đậm, tím nhạt. Đây, cánh hoa đây. Rất bay luôn chứ. Tím đậm, tím nhạt các kiểu. Các bác nhìn chưa? 200.000 ba bảng nhá. Siêu khuyến mại. Và đây là cái lô trầm rồng đỏ nhá. Siêu mầm gốc luôn các bác nhìn này, siêu mầm gốc, siêu nụ này. Nụ bắn ra thích không? Đấy. Đẹp lắm cơ. Em cho các bác xem mặt hoa này. Trầm rồng đỏ nhá. Hoa màu đỏ phong thủy tài lộc nhá. Nói vào cái dòng trầm này thì thơm lắm cơ. Thơm ơi là thơm ý. Các bác nhìn mầm gốc có sướng không? Mầm gốc đang đi lên nhá các bác nhá. Và nụ này. Đấy. Hôm nay em sẽ tri ân sập sàn cho các bác. Trước là em bán là 150 một chậu. Hai thân. Nhưng hôm nay em sẽ bán combo cho các bác. 300.000. Hai chậu. Hai chậu trung bình từ 6 thân trở lên nhá. Trong một chậu nó sẽ có thân dài, thân ngắn như các bác nhá. Đây, mầm gốc các bác nhìn sướng không? Đấy, 300.000 mà được 6 thân nha các bác nhá. 6 thân trở lên. Còn những cái ở thân nó ngắn ngắn như này thì em cũng không tính. Đấy, em cứ tính là một chậu thân dài thân ngắn trở lên 300.000 6 thân. Giá cũng rẻ sập sàn luôn. Em bán lỗ vốn. Đấy các bác nhìn thấy đẹp không? Giá tất cả là em trừ vào sản phẩm rồi. Giá khuyến mại em trừ vào sản phẩm rồi cho nên là em không bao ship nha các bác nhá. Phí ship nhà em đồng giá, em cũng hỗ trợ các bác cả vào tiền ship rồi. Đẹp không các bác? Quá đẹp luôn ý. Trời ơi, yêu chưa? Đây này các bác nhìn cái nụ này nó gần nở này. Các bác nhìn tím đỏ đẹp không? Quá đẹp luôn ý. Yêu lắm. Mầm gốc đang lên này. Quá rẻ luôn ý. Không có đâu rẻ bằng của nhà em nhá. Khuyến mại luôn, vỡ nợ đến nơi rồi. Tiếp theo đây em xin giới thiệu mà các bác một dòng kiếm nữa nhá. Siêu hot hit luôn. Kiếm này gọi là kiếm đỏ Úc nhá. Giống này là giống ở rừng Úc được người Thái Lan người ta trồng. Trồng thuần. Đây em nhập về em bán này. Các bác ơi mầm gốc nó đang lên nhá. Này những cái chậu như thế này này. Về thì mình sẽ tách chậu ra. À mình sẽ tách ra mình trồng sang cái đất mới. À sang cái chậu mới thì nó sẽ cây nó sẽ phát triển hơn. Đây này, nó đang đẻ con này, các bác nhìn này. Đây em cho các bác xem mặt hoa nhá. Siêu đẹp luôn. Đây nhá, mặt hoa màu phong thủy tài lộc nhá, màu đỏ nhá. Tay em cầm này các bác nhìn thấy chưa? Màu đỏ nhá. Đấy. Rất là nhiều. Cái dòng hoa này siêu dài luôn. Siêu dài, siêu siêu hoa. Đấy các bác nhìn thấy dài chưa? Đây nhà em này. Nhập bao la bát ngát luôn các bác nhìn nó như là một cái rừng ấy. Nó đang nắng quá đây này. Em không quay hết được cho các bác xem. Đấy. Một chậu như vậy nó có trung bình từ 4-5 thân trở lên nha các bác nhá. Đây các bác nhìn này.
Một chậu nó trung bình 4-5 thân trở lên. Trước là em bán là 220.000 một chậu, nhưng hôm nay em tri ân với các bác, em bán combo 350.000 hai chậu nha các bác nhá. Giá trên là chưa bao gồm phí ship nhá, tại vì em đã trừ giá thực khuyến mại, trừ thẳng giá và giá sản phẩm rồi mà em đi đơn từ hai chậu trở lên nha các bác nhá. 350.000 hai chậu này. Vừa rẻ ơi là rẻ luôn các bác nhìn này. Các bác nhìn thấy chưa? Mầm gốc nhá. Nhìn thấy chưa? Đấy, mầm gốc nó đang lên này. Có chậu nó mầm này. Đấy các bác nhìn này. Siêu size mầm gốc luôn. Có chậu nó đang lên mầm gốc, có chậu đang sưng nhá. Đấy các bác nhìn thấy chưa? Về mình sẽ sồng ra cái chậu lớn thì nó đẻ. Ui dồi ôi, hoa có vào nó ra hàng chùm dài luôn. Siêu dài luôn. Giá cực kỳ yêu luôn. Đấy các bác nhìn đấy. Nhà em nó như là cái rừng ấy. Và đây là cái dòng kiếm gieo hạt nhá. Hàng gieo hạt của Thái. Nói về cái dòng kiếm gieo hạt ấy thì bao giờ người ta cũng sẽ tìm cái mặt hoa bố mẹ thật đẹp để người ta nhân giống ra. Nó sẽ ra cái mặt hoàng, mặt hoa của cái cây con nó sẽ siêu đẹp luôn. Đẹp hơn cả bố mẹ nhá. Có thể là nó đẹp hơn bố mẹ, có thể nó như bố mẹ và có thể nó được 80-90% nhá các bác nhá. Đây các bác nhìn này, bộ rễ có sướng không? Một chậu như vậy nó trung bình có 4-5 tép trở lên nhá các bác nhá. Siêu to, siêu dìa dài luôn. Này các bác nhìn này, lá láng nhá. Em cho các bác xem mặt hoa này. Rất là nhiều mặt hoa xanh Huế, phan trí, vị hoàng, vàng Tây Ninh, coco sơ mi, đồ long đeo xanh Thái. Đấy, Tây Oan. Nhiều lắm cơ, yêu lắm. Các bác ưng cái mặt hoa nào thì cứ lấy nói em sẽ lấy mặt hoa tương ứng cho các bác nhá. Đây này, còn mặt hoa này đang nở tại nhà em đây này. Đấy, các bác nhìn thấy chưa? Đẹp không? Yêu không? Hàng này trước em bán 150 một chậu, nhưng hôm nay em sẽ tri ân chia sẻ với các bác giá cực kỳ yêu luôn, 250 hai chậu, giá trên chưa bao gồm phí vận chuyển. Các bác vui lòng cộng thêm cho em phí vận chuyển, tại vì là cái giá như này em khuyến mại em đã trừ vào thẳng vào sản phẩm rồi các bác nhá. Đấy các bác nhìn xem, 250 hai chậu nhá. Rất là nhiều mặt hoa, hàng này hàng gieo hạt cho nên là chuẩn giống luôn các bác nhá.